cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Wincode nha. Như đã giới thiệu ở bài trước thì tập này Wincode sẽ giới thiệu cho cả nhà một món ăn rất là hot trong thời gian gần đây, đó là món trứng ngâm tương. Nhưng mà Wincode sẽ giới thiệu các bạn là theo cách của người Hoa, đó là món chè trứng ngâm nước tương và xì dầu các bạn, nó lên màu rất đẹp và thơm nha cả nhà. Rồi cả nhà, mời cả nhà cùng vào bếp với Wincode nha. Về nguyên liệu chúng ta sẽ có là 6 đến 7 quả trứng gà các bạn nha. Chúng ta sẽ nấu với 500 ml nước nha các bạn. Rồi, nước lạnh đó. Rồi, về gia vị và hương vị chúng ta sẽ có là 1 tới 2 cánh hồi các bạn nha. Rồi, quế cũng vậy, mình cho một miếng nhỏ khoảng cỡ 1 2 gram các bạn nha, và nửa gram tiêu xuyên tiêu các bạn. Đó, tiêu tứ xuyên các bạn không có thì có thể dùng tiêu thường nha. Đường mình sử dụng là 10 gram, cùng muối mình sử dụng là 2 3 gram các bạn nha. Các bạn hay dùng muối hồng hoặc là muối thường cũng được nha. Rồi nước tương mình sẽ sử dụng là 20 ml và mình sử dụng là thêm là 10 ml xì dầu các bạn nha, và mình sẽ sử dụng hai bịch trà luôn. Các bạn hay dùng trà gói các bạn cũng được nha. Rồi tiếp theo mình sẽ đun một nồi nước sôi các bạn nha, và mình sẽ bắt đầu luộc trứng. Thì mình để nước sôi và luộc trứng, nếu bạn nào muốn hồng đại mà luộc khoảng 7 phút các bạn nha, còn bạn nào muốn chín thì luộc gấp đôi lên khoảng cỡ 12 13 phút nha các bạn nha. Rồi thì các bạn muốn ăn như thế nào nha, nhớ là mình phải canh nước sôi thì mình sẽ canh trứng dễ hơn các bạn, và sau khi cho trứng vào thì các bạn nhớ lưu ý nha, mình phải đảo đều trứng nha, cho cái lòng đỏ nằm ngay giữa các bạn. Nếu không các bạn mà không đảo á, lòng đỏ sẽ nằm hai bên rất là sẽ không có đẹp các bạn nha. Đó, đối với các bạn một điều nữa thôi. Rồi sau khi 7 phút trôi qua thì mình sẽ lấy cái trứng gà ra, mình ngâm nước lạnh các bạn nha. Đó. Sau đó mình sẽ để nguội xíu, mình sẽ dùng muỗng á, muỗng nhỏ để mình gõ vô cái phần giò trứng á, để mình tạo cái vân nha các bạn. Đó. Ok, trong khi chờ trứng nguội thì mình sẽ bắt đầu mình rang các nguyên liệu tạo mùi để mình nấu cái nồi nước tương để ngâm cho các bạn. Các bạn cứ cho những nguyên liệu như là hồi nè, quế, xiên tiêu vào, mình mở lửa lên mình rang các bạn nha. Rang nóng cho tạo mùi, sau đó mình mới cho nước vào mình nấu cùng với nước tương và xì dầu các bạn nha. Thì mình phải rang trước thì nguyên liệu nó sẽ ra cái mùi rất là thơm, và mình nấu sẽ nhanh hơn các bạn, và mình sẽ ngâm trứng sẽ lại lẹ hơn các bạn nha. Đó. Mình rang khi nào nó ra cái mùi á, vậy mùi rồi ok mình sẽ cho nước vào. Đó. Thường mình rang khoảng cỡ tầm nửa phút đến phút là nó mình đã có cái mùi thơm các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho nước vào các bạn nha. Ok, rồi sau khi mình đã cho nước vào thì mình sẽ cho hai gói trà vào các bạn nha. Đó, thì mình lưu ý các bạn nha là trà, nếu các bạn nào mà dùng mà trà mà càng thơm càng ngon á, thì lúc mình làm cái món trà trứng này á, sẽ rất là thơm và đậm vị các bạn nha. Đó, nên trà mà càng hảo hạng càng tốt các bạn nha. Rồi, mình sẽ cho nước nước lạnh cùng với trà mình nấu nó sôi các bạn nha, sôi sau đó mình mới vào cho những gia vị còn lại vào nha các bạn nha. Ok, và sau khi nước sôi rồi, trà đã ra mùi rất là thơm rồi nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho gia vị vào, mình sẽ cho muối vào nào. Rồi tiếp tục mình sẽ cho đường nha các bạn nha. Rồi sau khi cho đường vào, mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại như là nước tương nè, xì dầu vào nè. Đó, mình sẽ nấu sôi thêm 10 tới 15 phút nữa nha cả nhà nha, cho nó ra hết chất. Và sau đó thì mình sẽ để nắp lại thêm 10 15 phút nữa nha cả nhà. Đó.
Ok, và sau 15 phút nước đã sôi sùng sục rồi, các bạn thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình để thêm 15 phút nữa nha. Đó. Và sau đó mình sẽ vớt cái phần xác chè ra cho cả nhà nha. Ok, và sau khi trứng đã nguội rồi, bây giờ mình sẽ dùng muỗng nhỏ nhỏ, là muỗng như kiểu như muỗng ăn không bị lộn đó các bạn. Mình sẽ gõ từ từ với các bạn để tạo những cái vết nứt trên vỏ trứng á. Thì từ những vết nứt này vỏ trứng á, khi mà nước tương xì dầu nó ngấm vào, các bạn sẽ tạo cái vân rất là đẹp nha. Nên các bạn nào mà có hoa tay á, cách khéo á, mình gõ cái trứng á, vết nứt đều và đẹp thì sẽ ra cái hoa văn rất là đẹp các bạn nha. Đó, phụ thuộc vào tay nghề của các bạn đó các bạn. Đó, đôi tay vàng ngọc của các bạn đó. Ok rồi, và sau khi 15 phút trôi qua nước đã nguội hơn rồi, bây giờ mình sẽ vớt xác chè ra cả nhà nha. Đó, chè hết rác rồi mình vớt ra thôi. Và sau đó mình sẽ cho cái phần nước này vào cái khay cùng với những quả trứng đã được tạo vân rất là đẹp mắt nha các bạn nha. Rồi, sau đó mình sẽ ngâm các bạn nha, ngâm khoảng nửa ngày tới một ngày, tức là 12 tiếng đến 24 tiếng các bạn nha. Các bạn nào mà ngâm càng lâu thì sẽ gia vị sẽ thấm vào càng ngon hơn các bạn nha. Đó, mà nếu mà để lâu các bạn nên để ý mình để tủ lạnh các bạn nha. Đó, để trứng được tươi và ngon hơn các bạn và đỡ bị hư nữa nha. Đó, mình xếp từng quả trứng vào thôi. Rồi sau đó mình sẽ cho phần nước tương xì dầu đã nguội vào các bạn nha. Đó. Ok, chúng ta rưới nước tương xì dầu vào thôi các bạn, thấy không? Rất là thơm nha. Thơm mùi trà nè, cùng với màu xì dầu màu tương nè, rất là thơm luôn nha các bạn. Hoa hồi với giấc xiên tiêu đó, đó đúng tiêu chuẩn miền Hoa đó. Đó. Thì bạn nào mà không thích kiểu này thì có thể sử dụng theo kiểu người Việt Nam á, nhưng mà chỉ cần thêm cái xì dầu cho thôi. Hình như các bạn ngâm hành với hẹ đó, nhưng mà ngâm xì dầu cũng được nha các bạn nha. Thì sẽ theo kiểu người Việt Nam mình. Rồi. Mình sẽ ngâm trong vòng nửa ngày tới một ngày là 12-24 tiếng nha. Rồi mời các bạn cùng xem kết quả sau 24 tiếng trôi qua nha các bạn nha. Đó, các bạn thấy không? Đó, những vết nứt đó, nước đã thấm vào các bạn thấy không? Thấm vào đó, tạo màu đậm rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ gõ thử một trái xem như thế nào nha cả nhà. Và các bạn cùng xem thành quả vỏ trứng đã được ngâm trong tắm mình trong nước tương xì dầu đó. Từng miếng vỏ trứng sẽ được lột ra và sẽ để lộ trong đó là những vân rất là đẹp mắt nha cả nhà. Đó, thấy chưa? Đó, các bạn cứ lột từ từ nhẹ tay thôi nha. Đó, sẽ tạo những cái vân rất là đẹp luôn nha, quá chuẩn nha cả nhà ơi. Ok, và sau nửa tiếng trôi qua thì mình đã lột xong hết tất cả những quả trứng rồi cả nhà xem. Đó, rất là đẹp nha. Và bây giờ mình sẽ trang trí để ăn. Wow, cả nhà xem có đẹp không nào. Trời ơi, từng vân trứng nổi lên rất là đẹp mắt cả nhà nha. Chưa kể vị thơm của trà hòa với vị thơm của hương hoa hồi, hương quế, hương tiêu. Trời ơi, còn nhìn tuyệt vời bằng cả nhà nha. Nó rất là đẹp mắt luôn đó, các bạn đã ăn lòng lòng đào lòng đỏ gì đó có đầy đủ luôn nha cả nhà nha. Nó chỉ sau một ngày thôi chúng ta đã có được thành quả rất là tuyệt vời cả nhà. Rồi xin chúc cả nhà có những phút giây thư giãn trong thời gian chống dịch này nha. Đó, rồi hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Nhớ đừng quên đăng ký like và share nha cả nhà ơi. Bye bye, yêu cái nhà rất nhiều.